Doctor khỏe ơi, Doctor khỏe à? Thôi, đi chơi đi con, để Doctor khỏe đọc báo cái, đừng có phá. Đừng đọc nữa mà, giúp con đi Doctor khỏe. Đọc báo cũng không yên. Thôi được rồi, con muốn gì nói đi. Doctor khỏe có cách nào thay máu khác cho con không? Tại sao phải thay máu khác chứ? Chứ máu gì mà đen như lọ nồi, nôn ai cũng cười đó. Lại còn cái tên nhỏ nồi nữa, đen thui à. Cái tên thôi nghe là không có khá rồi, nên tụi bạn con đâu có ai chịu chơi với con đâu, sợ xui muốn chết. Trời đất, có vụ này nữa hả? Cứu, 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 Đức Tài khỏe ơi, cứu. Ủa, Vân Trang, có chuyện gì vậy? Đức Tài, chảy máu, nhiều quá, sắp xỉu rồi Đức Tài khỏe ơi. Chị Vân Trang bị gì vậy? Hồi nãy chị Lỡ bị miếng giấy cắt trúng tay, chảy máu. Ôi trời, miếng giấy cắt thôi mà Vân Trang làm như cứ bị dao cắt không bằng. Phải rồi đó, còn nói mất máu, xỉu nữa chứ, làm em hết hồn. Ờ, thì chị cũng là tưởng tượng, phóng đại lên một chút, để lo xa đó mà. Chứ lỡ mai mốt mà cắt sâu thịt, máu chảy ra quá trời nhiều luôn, lúc đó là xỉu mất tiêu rồi. À, cái đó thì phải nhờ à, phải nhờ, nhờ nhỏ nồi thôi. Nhỏ nồi? Hả? Không lẽ bây giờ mình đi cạo nhỏ nồi rồi bơi lên vết thương hả? Không phải, mà là nhờ bạn cỏ nhỏ nồi nè, giúp cầm máu hiệu quả lắm đó. À, đúng rồi, Vân Trang có từng nghe nói là khi mình bị đứt tay, bị chảy máu, thì mình đắp cỏ nhỏ nồi vào là nó sẽ cầm máu được. Đó không phải chỉ là nghe nói đâu, đó là bài thuốc hẳn hoi chứ bộ. Nhưng mà sao ngộ vậy Doctor khỏe? Bởi vì trong cỏ nhỏ nồi hay cỏ mực có chứa rất nhiều những thành phần hóa học mà nó có thể giúp cầm máu, giúp máu ngưng chảy ra ngoài, như là xuất huyết bên trong tử cung. Ngoài ra, khi kết hợp với một số vị thuốc khác, em còn chữa được chảy máu dạ dày, chảy máu cam nữa. Cỏ nhỏ nồi còn có một công dụng giúp các bạn nhỏ nữa, con nói luôn đi nào. À quên, em cũng chữa tươi lưỡi hay còn gọi là nhiệt miệng cho mấy bạn nhỏ rất hay nữa đó nha chị. Thiệt vậy hả? Vậy hay quá, em chia sẻ kinh nghiệm đi. Chứ chị thấy mấy bạn nhỏ bây giờ rất là dễ bị nhiệt miệng, luôn luôn lúc nào cũng ngoáy khóc vì đau đớn, không có ăn, không có uống, không có ngủ nghe gì được hết á. Chỉ cần ta lấy cỏ nhỏ nồi hay dân gian còn gọi là cỏ mật tươi 4g, lá hẹ tươi 2g, giả nhuyễn, lấy nước cốt hòa với mật ong chấm lên lưỡi cách 2 giờ một lần là hết ngay. Đúng là một bài thuốc hay, chỉ cần thoa, không có cần uống nha. Sao, bây giờ thì nhỏ nồi còn có cảm giác buồn vì cái máu màu đen như nhỏ nồi nữa không nào? Dạ không, với tên con là nhỏ nồi, nhưng con lại giúp ích quá trời cho mọi người mà. Quý vị khán giả đừng có chê tên nhỏ nồi xấu mà bỏ qua không trong cái thuốc quý này nha. Ờ, không chỉ có những tác dụng vừa mới nêu trên lúc nãy, mà cái thuốc quý này còn có rất nhiều tác dụng nữa, Vân Trang sẽ gửi đến trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tô Khỏe và bạn cỏ nhỏ nồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào.